Quay cái gì? Tôi đâu cần các bà quay làm gì, các bà cứ đem xuống bếp tôi. Can ơi. Dạ. Mình lấy cái sườn ra để mình nấu. Nấu bún mọc gì? Ờ, nấu bún mọc. Cô nấu hả cô? Đúng rồi. Thì các bà chơi nấu cái gì hả cô? Tôi dặn rồi. Cháu dặn rồi mới nấu gì? Nhưng mà hôm nay không biết là ai nấu cái gì đâu. Đâu, chỉ nấu bún mọc thôi, các cụ trên bún mọc. Nấu cơm chưa? Thì dặn này ấy đây. Thì lấy sườn ra. Mà cô dặn là con Nhung mua huyết à? Dạ. Cô dặn Nhung mua huyết à? Dạ đâu có đâu. Mai chưa bao giờ dặn cô Nhung mua gì hết. Mai chỉ dặn cô Nhung muốn nào cũng rau củ để xuống thôi, còn đâu mình nấu bún mọc thôi. Thằng Hiền nó biết bún mọc, Cam biết nấu bún mọc mà. Thì cũng phải có cái củ nha, cho nó ngon. Đúng rồi, củ, củ. Mọc cái này, Can ơi, lấy cái mọc xuống này. Rau củ để các cô ấy. À cô chú Năm ơi, cái bịch đường này nè. Đây là một bịch đường lớn luôn này, Mai nói là cần đường, cầm này xuống này, nó mưa mộc nhĩ. Đây là dầu gió này, dầu gió cho cụ. Ờ. Đây là bịch đường rồi. Đây. Đây là bột sắn nha chú Năm. Bột sắn để uống, pha uống nước cho các cụ. Mình ra ngoài mình bào thành, mấy đồ em nấu không? Phải ra ngoài thành ngò phụ đây này. Có cái túi này. Tiêu. Cái gì? Tiêu. Không. Trắng qua. Ai biết? Cái thằng Nam Dâu cho các cụ. Đi, nãy giờ đi làm cỏ. Cỏ gì? Ôi trời, cái gì đang nóng rồi rồi đây? Thịt. À, Mai ơi, chả cá. Mai. Đây chả cá, sao Nhung nó, cô Mai bảo dặn chả cá. Mai. Đúng rồi, chả cá. Mai ơi. Để ra chút nó nóng này. Chả biết là bà Mai bà dặn bà Nhung là mua cái gì bà thích nè. Chả cá cũng phải mở ra cho nó nguội. Đây là gà hay sao? Cá. Mai ơi. Để chúng ta Mai cất này thì không bầu. Mọc này. Đây là sườn mọc này, thịt này. Đây là thịt bằm hả? Vâng, thịt xay đây này, Can dầu này. Mua Can lớn nhưng mà không biết được cái gì luôn. Nhung nó mua. Mai ơi. Mai. Cá. Cá bà dặn là Nhung mua cá với chả cá à? Mai chẳng nhận gì hết, con Nhung tự mua không à? Chả cá. Đây là gì đây? Bà Nhung mà mua đây. Gà đây này. Này Mai. Gà. Này Sáu ơi, bỏ gà vô tủ đông giùm Mai đi. Bỏ gà vô tủ đông. À, đấy là thùng gà của bà Ma Đam Hoàng, bà biếu các cụ để ngày mai các cụ cái mai các cụ làm dỗ đó. Dạ, cứ còn lại cho con đi bố. Củ đông cho con chứ không thùng.
Dao đâu coi kéo à. Dạ dạ. Có đánh gì đâu. Thiệt mà. Đó, đương nhiên hả? Nè, dao nè. Người ta để trên này thì để trên này cho người ta đi. Đây là cái này của Nam Dâu là bí bác cụ à? Dạ, Nam Râu. Nam Lai Chim nè. Này, đây, đây, đây nha Nam. Không cô hả cô? Đúng rồi. Không, không, bố không biết. Đang nhé, xuống đây. Đâu này là bán Lai Chim, Lai Chim. Cá này của thằng Nam nha. Lai Chim chữa bà Phương Hằng. Không biết. Còn nấu gà này, cái này em của bà Hương này. Của Hương. Cái. Lâu lắm rồi, cô Hương lâu mới cho lại nè. Nè. Hôm nay có chân chàng đi nó mới cho. Đâu, đâu, không phải. Không phải đâu, đây là Hương, đây trả cái của Hương này. Ý là của cô Hương á, à, tại vì lâu quá, lâu khó nói nè. Cô Hương không có cho nữa. Không phải không cho nữa, mà mấy đứa bên đấy, nhân viên kho bãi của chúng nó không có ổn. Nên là kêu là cái gì nên là kêu mấy trăm triệu á. Nên là kêu Hương dừng lại để cho mọi thứ sắp xếp ok. Hiểu không? Dạ dạ. Sáu ơi. Nè. Nhớ cho bác Năm gà này để mai hay là cái gì đây. Dạ, chặt ra. Cho các cụ chịu. Đấy, gà. Nhưng mà phải hấp đó cụ. Lúc nào cũng hấp á, chứ nó cứng lắm các cụ mà. Thì các bà làm gì dạ. Mà làm ai biết. Phải hấp. Ở đây. Đây hấp. Đây tôm khô thằng Nam Dâu biếu cụ nha. Chiều nay nấu. Trời thần. Nhỏ ngày mai của cô kính mình ở nhà làm không mời ai hết. Đúng rồi. Nói, dạ. Bây giờ chúng ngày hôm cái thứ mình cần việc gia đình như là càng càng thăm nó mới đi nữa chứ công việc nhiều lắm không cần mới đây cái này của bạn này mua cà phê cho các cụ uống cà phê ở bà... cái này là yến mặn con gì kìa đây là hai ông bà uống này nè, lúa mạch. Đây là lúa mạch nè, ông bà nấu lên rồi một ca gì cái mình chế cho đi nhỏ. Đúng rồi. Đây. Cái gì cá gì tuyệt vời bà? Các cụ đi ăn cả đấy à? Thế à, Nam Dâu ơi, mày nhớ chứ Nam Dâu? Để lâu lâu ta đặt một thùng. Ông bà mình đã lâu thật ra ăn thế là cá mừng quá. Cá khô, cá khô à. Cá khô bắt chiên là cá khô mừng lắm. Này cá bỏ nó hết nó rồi đem cái này ra rồi. Sao không có ăn sáng mơ rồi. Làm cho bà sáng mơ là trưa 3 giờ nữa này. Ồ. Hai cử này. Buổi sáng với buổi 3 giờ. Bà Lùn ơi. Dạ. Này con thịt đùi tôi mua cho bà mà kho trứng cái gì kìa. Đang có một thằng bé đến nó. Nam Dâu ơi, các cụ gửi lời cảm ơn em cá với tôm khô nha Nam Dâu. Đây của Nam Dâu nè, này bảo nó là mày đưa các cụ ngay một miếng dầu, các cụ mê dầu lắm. Mê dầu lắm. Đó. Các cụ này rồi, chút nữa. Cái này thứ hai câu. Cái gì? Cái này thứ hai câu. Trời thần. Đây dầu của Nam Dâu. Đó. Nóng. Dầu nóng gì đấy? Tên ông gì thì không biết. Dầu nóng Thái Lan. Nóng. Ôi, tốt quá này. Đó. Thank you bà Nam Dâu nha. Này tôi mua. Bà kia tôi mua cái đường. Đây là một bao đường luôn. Dầu một can nè. Một bao đường này nè. Dầu một can nè. Dạ dạ. Để rồi để sốt ra. Thì các bạn gì có phải làm. Hết dầu ăn hôm qua hả. Chạy đi xin được can 5 lít. Trời thần. Đã dặn đâu mới mang xuống trần can 25 lít gì. Hết, còn dầu ăn. À. Cái tủ đông lâu lắm mới được đầy phải không? Dạ. Đâu có ai cho đâu cô. Chỉ có trên khu thôi. Ừ, thỉnh thoảng á, gọi điện xin hỗ trợ, tôi gọi điện xin hỗ trợ quận 8 á. Được người ta cho xương. Vậy thôi. Rồi nếu mà như chú
bình ngọt thế nhiều ám thì hôm qua này ghé vô chợ Bình Đông xin. Trời thần. Xin dâu ăn là còn ra. À Nam dâu ơi. À, hóa ra các cô bảo là các cụ thích cái cá này Nam dâu ạ. Đâu cái này là chỉ có mấy người bạn của cháu thôi, cháu đâu có liên quan đến ai. Chúng nó biết cháu đi chúng nó gửi. Cái gì má? Hôm nay vẫn được cái tủ đầy. Can hôm nay cái tủ không được đầy. Hôm nay cái tủ không được đầy. Tao biết đâu đâu Nam, tao đâu biết là cái cá đấy nha mấy con. Cái gì? Sao vàng nó hết rồi? Đừng nói đem vàng đi bán đi bà. Can mày phụ bê cái tôm khô cô. Tôm để trong tủ đông được. Trời thần. Can ơi mày phụ bên này phải đi đâu chứ bà? Anh ta nhớ con ra đây cái thùng dầu không nhiều bê. Nhớ con ra đây cái thùng dầu. Đây trời đây. Em người quá bén mà. Thì đã nhỏ con rồi. Nhớ con ra đây cái thùng dầu. Cảm ơn cái thùng dầu này nha. Trời ơi, trời ơi. 25 lít đó bà. Ui giời rau đây, nấm đây. Cái thùng đường nha là phải đi đem cái ấy. Cái gì? Cà chua xong rồi nó chọn cái cà chua xanh đấy nhỉ? Đấy, bà Mai bà dùng cái bếp bướng mặt không? Thấy chưa? Thấy đây dùng cái bếp chưa? Đấy, đây bún mọc ở kia có thịt dăm nha, nó có thịt bằm nha. Cái này là hiền, cái này là luộc để lấy nước ngọt. À, còn đâu à, ngâm mọc nhị nấm hương. Cái mọc đâu? Yeah. Em ít phải không? Thế này thôi. Mọc thế này thôi. Mọc. Nhưng mà cái thịt à. Thịt bằm. Cái là nó ngâm mọc đó phải không? Không, thế thôi. À, lấy thịt bằm nữa chưa? Lấy thịt bằm để vo viên ấy, lấy chưa? À có mọc. Đây này, có mọc bên này. Đây mọc. Lấy mọc mọc. Lấy cái mọc xong rồi để tí nữa lấy mọc thì sẽ trộn với nấm hương, mộc nhĩ. Nấm hương, mộc nhĩ là nêm miếng mộc nhĩ. À, đúng rồi. Không, để ra ngoài được, ra ngoài mấy bà đang ngồi đó. Mấy bà là. Không, cái là gì đó, quý đao rồi đó. Dạ. Để mà luôn. Để mà luôn. Chút nữa mấy bà tự nhiên sắp tên. Cô Mai, thứ hai là cho cô Mai. Dạ. Mấy bà để mọc. Cô để ra ra được. Mai nó nào luôn, để cho. Tại vì các cụ đây là mê cái này lắm. Cái nhiều nước thế. Mình định ngừng. Cái gì bà tôi làm cái gì bà cần đón tiếp tôi hả bà? Sáng giờ
Trời thần. Dạ thì bà xong cái môi hơi đỏ ấy nhưng mà Mai. Trời ơi lâu rồi đó cô. Lâu rồi mà đỏ quá hả? Đây là mình dò luôn. Trời ơi chết rồi. Giờ chắc nó lên đó cô ơi, chứ lâu quá rồi. Một năm mấy rồi. Trời đất bắt đầu cháy rồi đó. Yên tâm nha. Cháy rồi đó. Mấy quỷ có biết nào không trời? Trời ơi mấy con quỷ này không biết làm. Không biết làm củ lao luôn á chị. Trời thần bê đê gì mà bê đê gì bê đê vô dụng vậy trời thần. Đấy, các chị gái của tôi đấy. Hello các chị yêu, hello đại ca. Ui dồi ôi, u là trời, cái tay tôi có võ đấy nha. Thôi từ từ lên ghế ngồi đây đây, không được đâu. Thôi. Đây đây. Đại ca dựa vào đây. Trời ơi, đã bảo rồi, cái tay này có võ này. Cái tay này có cái võ, hiểu không gái? Gái. Lâu quá mới xuống thăm các bà đấy. Mà con bận quá mà hiểu không? Chỉ có mỗi tuần bà Mai bà lên bà lấy đồ thôi. Chứ còn là con bận lắm. Để kiểm tra cái thằng bán rau này, nó có lấy cái rau cho tử tế không để cúc mà cúc mặt nó này. Ok, lấy rau ngon. Bà mới vào phải không? Khi bà cầm con dao tôi sợ quá bà lùn. Trời ơi, chào chị đại. Xuống đây, bà kia mới vô đúng không? Cái bà không tóc thì mới vô đúng không? Dạ. Chị Đại này đâu đây? Chị Đại mới vô phải không? Bà Lùn. Hả? Bà Lùn chị Đại mới vô phải không? Dạ, đúng rồi. Bà mới vô được có mấy tháng à? Lần trước em xuống nó đến chưa nhỉ? Chưa. Tại vì bận quá. Bởi mai là con đi Hà Nội. Con đi Hà Nội nên là dỗ cô Kính con không xuống được. Thì tại vì là con bốc mộ bố của bạn thân con. Nam dâu ơi, thế là các cụ thích ăn cá khô nhưng ta biết đâu các cụ làm có răng có cỏ hóa ra thích ăn cá khô. Không biết nên dạ. Được rồi, thế là các chị gái già đây thích ăn cá khô nha Nam. Thế tao biết rồi nha Nam, lần sau tao đặt cá khô của mày. Không hề biết, cứ nghĩ là các cụ không ăn cá. Sợ hóc, mấy bà mà hóc một cái tao chết. Trời, sao chị yêu hớt tóc rồi. Bà xin ở đâu ra giấy báo lắm rồi. Bố xin đó. Xin bạn ổng. Về gói tả. À. Gói tả cô ơi. Gói dày đâu có đủ đâu cô. Không phải vậy đâu. Đúng rồi, bà Nam dâu tao đâu có biết là các cụ ăn được cá khô, thật sự các cụ hóc mày. Đó, khéo vậy nè.
thằng nam dâu nó bảo là bà Mai, thằng nam dâu nó kêu là à, để nó lựa ít cá khô không xương cho các bà, chứ tôi biết đâu các bà ăn cá khô tôi sợ có bị hóc. Thế à? Thế à? Cá chim khô không? Rồi để biết. Cô ơi, có thêm đi để nấu hàng ngày đây nè, cháu được con. Cứ làm ba gói cho mai là đủ rồi. Dạ. Trời thần. Bà mới vô à? Cụ này mới vô à? Mà sao có cái tai đẹp như thế này trời? Cái tai rất đẹp mà sao lại nghèo? Trời thần. Độ 3 ngày cũng còn không sạch, phải cạo một cặp ở đà. Sao mà có cái tai đẹp thế này mà lại nghèo trời? Cái tai này là cái tai của những người phong thủy người ta. Con mà tổng thống Mỹ á, nó chưa gửi tiền về, nó nói vậy đó. Ăn cứ ăn uống cho ăn uống đầy đủ, bữa con mà tổng thống về thăm con có tiền về. Chưa xin ai chụp. Con làm tổng thống nè, tổng thống Mỹ á. Ai vô cũng xin tiền hết á. 20 cái tiêu gì? Không, ở xin tiền lần chút không phải mấy giờ. Tại vì cái đi ai vô cũng xin tiền 20 ở ngoài đó. Mà. Quên đặt rồi. À cô, 20 ngàn thì cho một ly cà phê đá lấy 20 ngàn. Hết cà phê gì đó. Thì mới lụm được thôi chứ không lụm được. Cái gì? Mã với bà thò mà kỳ nó khóc cho cô á. Cái ngày không biết cây lộn bao nhiêu lần. Bây giờ chắc hai bà đã. Tập hai bà. Đây bà phò đây biết rồi. Bà lấy với bà đó, cây lộn mà. Một ngày không biết bao nhiêu. Mà nhìn nó biết bà kia thua bà này cơ. Bà là giữ như quý. Mình là đại ca mà. Cô biết không, chửi là biết đầu không, sao mà biết. Ủa, trời. Vui quá, đây chúng luôn á. Đi ba chân mà. Thấy vui quá, chú ô mới ghê chứ. Trời ơi. Đó, đâu trang nào đem về là đưa cho mấy bà làm vậy đó. Ngồi hết ngày. Vừa bà này dở võ tí ngáng đây mà không đỡ lại cái đầu xuống đất. Trời ơi, cô ta không đỡ là coi như đập đầu. Trời ơi, thấy không? Cũng vui quá, nhưng mà đâu có xuống đường đâu, cũng xuống là này, chứ tôi bà tư đập đầu đó. May mà tôi có... Đi cô, bị bầm đấy. Đi đâu bà? Anh nhanh vô cho được 150. Bà đưa tiền cho tôi. Bà kêu kèm cà phê quá. Nhờ cô đi mua cho tôi đi cà phê. Rồi hết vậy đi pha cho mày đi cà phê. Nước cầu 150 rồi nè. Cho anh nhắc. Mới hôm qua mà. Hôm qua. Ừ. Kêu đi pha cho bà đi cà phê. Mày đưa tiền đi. Ê bà đưa cho 50. Bà kêu mất quá. Tôi trả ra cà phê này không uống được. Trời ơi bà không gì vậy. Trời thần ấy. Còn các đại ca đang hoài niệm gì đây? Đại ca này của tôi hoài niệm gì đây? Đại ca hoài niệm gì? Trời thần. Úi giời, cái gì? Sao đây? Mệt thì không đi lại nhiều. Nằm trong giường cho nó đỡ mệt. Bây giờ nhưng mà đang mệt, ho mà. Úi giời. Ơ, cụ này mới vô không? Biết rồi nhưng mà bà này mới vô đúng không? Mấy tháng trước có biết đâu, không thấy. Dạ. Cho bà xin miếng nước uống à? Bà uống nước à? Bà bảo cho xin miếng nước uống. Ngày mai đâu có mời ai đúng không, bác Nam? Không, bác Nam làm toang. Hôm trước bác Nam bảo bà nào mà bỏ ăn. Bà
ông già 98 tuổi rồi, bà già này bà mất lại rồi, đủ hết tiền hết. Ông già 98 tuổi như này. Ba ông mà 98 tuổi trưởng là đợt này của Trang cũng mất không? Hai tuần uống của anh Xuân không? Của anh Xuân chết mẹo. Chứ làm sao giờ không bỏ ăn gì mình mua cái gì giờ? Chỉ có uống đó thôi. Thế thì ông sao rồi? Ông là về xuống giờ trời. Lại à? Rồi sao ơi? Ồ, hello bà. Đấy, thấy chưa các cụ nha, ở đây các cụ tự lau nhà nha, tự dọn dẹp nha. Đó, các cụ. Cụ ấy cũng mới đúng không? Cũng cái này lâu rồi, có cái cụ này mới này. Đúng rồi, hôm nay cô Trang xuống sông. Chết ở rồi đó. Chú ba ơi. Chú ba. Chú vào cái nhà cái ngồi cho mát. Trời ơi, ghế rồi đó, trước rồi đó. Cái nước đây rồi, người đó đầu. Chú ba có bánh mì á, ăn tạm đi. Đây. Tưởng à. Hello đại ca. Người đàn ông khỏe nhất đây. Khỏe nhất đây, còn đây các bác mình luôn. Tưởng à, rồi đó. 4 ngày bỏ ăn luôn. Trời. Ai à. Đúng rồi. Nào. Phải cô Trang cháu đây. 98 tuổi rồi. Trời thân. 98 tuổi rồi đó. Phải cô Trang không? Trời giỏi quá. Tại vẫn nhớ ra cháu là giỏi rồi. Bữa nay là khỏe lắm rồi đó. Bữa bà tưởng rồi rồi. Con khỏe. Ông phải cố gắng. Chị nghe tên chưa? Chị đến từ lâu rồi, em đi thẳng vào cổng chưa? Coi sân đi thẳng vào, mày mang bún vào, các cụ còn nấu bún. Chả biết vào cổng nào trước, vào cổng sau trước. Đó. Cố gắng. Trời ơi, con bận quá. Con bận nhiều công việc. Nên là con không xuống được, nhưng mà vì mai con đi Hà Nội sáng sớm. Nên con xuống hôm nay thăm các cụ. Ông khỏe, cái con mừng rồi. Hôm trước bác Năm bảo là ông bỏ ăn. Dạ. Thế các bạn phải cố gắng lên. Dạ. Trời ơi là trời. Đó. Ông ốm nên là phải mua Ensure. Cô Mai gọi bác Năm mua này. Cố gắng không nhá. Đặt đi nấu bún mọc cho các ông ăn đây. Những nhân vật quan trọng không? Những nhân vật quan trọng. Bác mới mới bác bộ áo ấm ra này. Rồi sao phải nắng chịu. Nắng về đi vòng vòng cho nó khỏe người. Không mà không bằng áo bún lông vớt ấm. Ồ. Cổ thế. Ai mới cho xe đấy nhỉ? À, người ta ông bạn mình ông chết là cái người sắp đem bên luôn. Cavi đám ta gõ mình lo xong rồi sắp đem bên này. Chứ làm sao người ta lý ai chạy? Mà gia đình vợ con ổng mình xin luôn, kỷ niệm luôn. Cái xe này còn mới lắm. Mới, để đây này còn nó bụi bặm này. Nhìn là biết xe mới. Thấy nó lâu nó chạy nó chở. Mấy làm tính là cái đồ bọt này mày cho ông bà ông nghèo sao chở vòng vòng trời thân. chưa rảnh mà chế có mấy hàng ở đây mình hàng rồi năm nay ai trang trí Noel đẹp dữ vậy trời. Có hàng năm nào ông cho đồ cũ không, đồ cũ răng ra sao răng giờ ra rồi, cái là cho có không khí ra cho ông bà chứ ông bà có xe vô đây đâu có thằng em nhà nó gần đây. Con để biết nhà nó gần đây thì sau này nhờ nó việc. Ví dụ như hết dầu ăn kêu nó chạy đi mua chở cái căn lớn đến cho các cụ. Chứ nhiều khi mai lên các tuần đâu có chở được đâu. Được, con đi được. Ôi giời, cây vũ sữa có cái quả rồi này. Có một quả đó. Có một quả thôi, chán bớ đời. Có một quả mà. Đây người mẫu ngày xưa nấu ăn rồi nên trang nhớ không? Bây giờ vẫn hết trơn rồi.
bây giờ tắm không nhớ nhớ luôn. Trời ơi, mới có gần nửa năm nhỉ. Bây giờ thay đồ, đi vô nhà tắm lấy đồ cũ ra bỏ trong tủ. Rồi sáng mai là lấy cái đồ cũ thay lại. Có mai nó giọt, nó giật cái tủ ra nó hôi, gặt nó vào quá trời vậy. Tất cả đều như trở về trạng thái tự nhiên rồi. Nó phù du, vẫn là phù du đó. Trở về tuổi trẻ rồi. Đúng rồi, ngày xưa là đại ca này, nó ăn nước cụ không? Trời ơi, con biết cụ này từ ngày cụ ấy gần như một gọi là một chiến sĩ, gọi là phi như một cơn gió. Đúng rồi. Mới chỉ có nửa năm nay thôi nhỉ, đại ca nhỉ? Nửa năm nay đại ca đã bị lẫn lẫn rồi. Ơi, ăn rau lang vườn không á? Ừ, dạ, thưa mẹ, con đi ăn nhậu ngoài chợ đường. Đi ăn nhậu ngoài đường thời gian đâu mà ăn? Đấy, mới có mấy tháng mà quên tôi luôn rồi. Mấy sao đại ca mà mấy tháng lại quên tôi rồi? Mấy tháng quên rồi. Bao nhiêu tháng chưa ở mẫu lần xuống là bà nấu đồ ăn không nữa. Bây giờ hết tiếp luôn. Mà công nhận là mới có mấy tháng á. Nấu cơm á, chờ bỏ muối vô. Tôi không bỏ muối. Bỏ trên muối luôn hết luôn. Thôi, đi ra đi bà hai, bây giờ trời rạng sao bà hai không nấu không gì nữa hết nha. Hôm mai đi công việc của bà, hồi xưa bà giúp dữ lắm, bây giờ quên cô Trang Trần luôn nè, thấy không? Không, cô Trang Trần bây giờ bà lẫn thế nào cũng không? Bây giờ sáng còn phải tắm bả mà. Sáng mới tắm đó. Bây giờ bà không biết đường tắm đâu, không nước. Mới có nửa năm là quên tôi rồi. Bây giờ cô nói gì thì bà chỉ theo thì thôi, chứ còn bà không biết gì hết. Mà nhanh nha. Mà kêu ăn là ăn, mà kêu không ăn là bưng cái tô cơm ra cho bà là bà cứ thì mà kêu ăn đi thì bà. Kinh thật, bà Mai dân chơi như là bụng bóng tay gớm mặt nha. Ê là sao, là bà thích sơn bóng tay à? Sơn từ xưa tới giờ rồi mà cô. Thì được rồi, thì mấy minh tôi cho bà ít sơn bóng tay, nhiều tôi nhiều sơn bóng tay Mỹ lắm cho bà sơn. Cái cô cứ để xuống cô dùng đi, ngoài hay ghét cô dùng rồi. Trời. Có ông về để ra ngoài quán cho thấy nhiều sơn bóng tay lắm. Không nhớ cô Trang hả trời? Cô Trang. Cô Trang nó nhớ không? Cô Trang mà. Ờ, cô Trang mà đó là bác nó theo mình vậy thôi. Trời ơi. Ôi nhanh nhỉ, nhanh, quên nhanh nhỉ. Năm rồi cô. Cái gì, lúc trực xuống vẫn nhớ mà. Nửa năm thôi, mới có nửa năm không xuống thôi. Thế là cô đi Mỹ. Đi Mỹ thì vẫn đi Mỹ bình thường, Nhung vẫn. Ừ, cô Trang đi Mỹ rồi. Đi Mỹ thì con Nhung ở nhà lo, mà lo gì? Thế cô Trang không có vô đây, con Nhung mất bán đâu có vô. Bây giờ là cứ nhắn cho cô Nhung không à. Nhưng mà nhắn cô Nhung á, là không tới cô ơi, cho các cụ lâu, cái là cô Nhung mua tứ lung tung hết rồi lên chở thôi. Thì cái nhắn cần gì Nhung mà nhớ nó lo. Nhắn, cứ nhắn cô Nhung ơi, cho cái cụ rau đó là cô Nhung mua thịt, mua gà, mua cá. Vậy á, cô thích cho gì cái đấy. Bữa nào cô không mua cá thì mua chả cá. Cô mua đủ hết rồi, cô thấy. Đại ca của tôi bình thường rất nhanh nhạy nhỉ. Cười nói vui vẻ, hôm nay đại ca quên tôi luôn rồi. Không ngờ ha. Bà là người minh mẫn nhất. Bà là người minh mẫn và bà là người giỏi nhất. Bà là cũng người từ lúc mà thành lập mấy ấm cung kính tới giờ. Đúng rồi, lâu lắm rồi. Dạ, 7 rồi. 87 tuổi rồi, đâu còn ai nữa. Bây giờ không nhận ai. Không có nhận ai hết. Rồi, giờ cô kêu bà ngồi đây là bà ngồi. Rồi cô kêu bà đứng lên ăn cơm là đi ăn cơm. Bà ngoại kêu, đưa cái tô tới còn chưa chịu ăn nữa. Đấy, ăn đợi, cơm đợi, đi. Đợi con Mai nha. Ăn cơm đi. Rồi bắt đầu phải ăn. Rồi bắt đầu ngồi nhìn cái cơm hoài. Bây giờ còn thua A Phò, bà về A Phò mập quá ha. Hai cái má quá trời tệ luôn. Ăn được mà. Bà dũng quá trời luôn. Đó, bắt hai bà đầu xong cuối xong đó. Bà thì ngồi canh bà này nè. Cái lộn hoài, mà ngay lộn mà chửi ta bằng tiếng tàu không xong biết. Còn bà kia, bà Bà Ba Ta đó là cô Trang biết làm sao không? Lúc bà tỉnh, lúc bà mê đó, bà nhớ gì đâu không à. Bà nhớ lúc bà nói chuyện với Chương Âu gì đâu không, không biết. Hai đứa cháu ở bên Liên Hợp Quốc. Bà lắm. Trời, đại ca ngồi gợi chân. Bà vô nhà nước rồi đó. Ra sao? Bà đó nói chuyện nhà nước rồi, rồi trốn ra đó.
Thế vào đây xong trốn. Ờ. Mà sao cái người đưa lên đây biết biết mình mà xuống? Ông ở dưới cầu đá. Đưa lên. Giờ em cũng không Nhung có gọi điện thoại là ông nào giờ cô Nhung á. À. Đưa lên trên máy ấm này á. Nhưng mà đến khi hỏi ông là ông đang ở đâu. Rồi sao? Rồi cái ổng nói ông đang ở máy ấm của Sài Gòn Bao Dung mà làm sao mình nhận được? Đúng rồi. Dạ đúng rồi, Vân Căn Khuyết gì đó. Thế là không nhận. Tại vì gọi cho cô Nhung rồi, cô Nhung mới gọi cho Mai. Ô, nhưng mà tại sao ở trong mày ấm Vân Căn Khuyết mò lên đây mình làm gì? Vậy mới nói mà Vân Căn Khuyết là cũng là ngon lành lắm đó cô. Mà tại sao không biết nữa? Cái mày nói thôi giờ chị chú muốn lên trên này thì chú phải nói cái người ở Vân Căn Khuyết là chú muốn xin lên ở máy ấm đi. Ừ. Thì người ta mới nhận, chứ còn bây giờ máy ấm là không nhận. Đó, cái thế là ổng nói cô ơi cô đừng có nói nha, để bắt công người ta đuổi tôi ra nữa. Trời thần. Đó là người cô. Tại sao lại biết số điện thoại cô Nhung? Số điện thoại chắc là số điện thoại public ở trên mạng. Rồi, số điện thoại bán hàng đó. Cô Nhung có cho cái số điện thoại của ông đó cho Mai, cái là Mai mới gọi cho ổng. Nói giờ chú đang ở đâu để kêu chú Minh, chú Năm lên xác minh á. Ổng nói ổng là cái người ở máy ấm Quỳnh Trắng Khuyết, mà máy ấm Quỳnh Trắng Khuyết quen với chú Năm làm sao vậy? Tại vì cứ mỗi tuần á, đây nè, ở đây có một cụ là chắc còn nằm trong đó hả? Bà Năm còn nằm ở trong phòng hả chị? Hay là đang, bà đó là của Quỳnh Trắng Khuyết gửi đó cô. Ừ. Sao Vân Trăng Khuyết lại gửi xuống đây mình? Tại vì Vân Trăng Khuyết là chỉ là cái máy ấm mà những người cơ nhở như cô bán vé số là vô nè, hay là bán cái gì không biết vô mà không có chỗ, không có tiền để mướn nhà là Vân Trăng Khuyết nó mở ra những cái nhà trọ như vậy á để mà vô, chứ nó không có nuôi như mình. Nuôi như mình là mình phải tắm rửa rồi cho ăn. Thì ông đó là ông không được cái đặc quyền đó, tại vì ông nói là không có ai cho ăn á, là tự túc á mà. Thì Vân Trăng Khuyết cũng để gạo đó, Sài Gòn Bao Dung mà chỗ cái gì Tuấn Trần đi đó, Tuấn Trần đi thì em... Hoa hậu đó cô, chỗ Hoa hậu bữa. Ui chị biết, em có biết mấy cái chỗ mà. Thì em biết mình thì lo mình thì mới xin gửi đây đó, gửi hai bà và chết hết bà rồi. Đó. Thì bây giờ ổng xin vô đây thì mới nói chú Năm chứ. Trời ơi, dừng trong thấy không được đâu bố. Cái chú Nam chú lên chú nói mình là lấy người của chú nữa, nói không được. Mình ở đâu có kinh doanh cái gì đâu, dạ kêu gọi cái gì đâu. Mà này gửi để mình nuôi, tại vì ở đó là bà, hai bà này cô biết không, hồi đó bà mới vô nha. Cho bà ăn đúng 3 muỗng. Bà ăn đúng 3 muỗng rồi, bà nói bà no rồi. Trời ơi, hỏi ủa sao ăn muốn đúng 3 muỗng vậy? Ở đó là cho mấy cái bà mà cũng ở trong nhóm như vậy á, giống như đây là người yếu, người khỏe trăm người yếu á. Đút nhiều quá, đút 3 muỗng rồi thôi. Ăn đút 3 muỗng cô, cái chịu đợi không? Là lên đây bây giờ là cứ đút cho ăn cả chén vậy đó. 10 giờ là cho ăn rồi. Sáng ăn nguyên ổ bánh mì kìa. Sáng mai đưa ổ bánh mì cho ăn. Thì bà nói sao không? Cho cái ổ bánh mì tí keo. Trời ơi, ổ bánh mì vậy mà cho ổ bánh mì tí keo. Bà ngồi bà ăn hết rồi. Bà nói là cho nửa đi chứ cho ổ bánh mì tí teo. Bà ổ bánh mì của người ta vậy mà. Ổ bánh mì bữa. Vậy bà nói là ăn no á. Bà nói là đói 10 giờ chút nữa chị đút cho bà ăn vậy. Cô ăn hết nổ rồi. Tại vì cô Trăng nếu không mình nuôi á thì mình phải chấp nhận. Có người này người kia. Trời khó lắm. Trời nhưng... ơi mấy bà như trẻ con đi lúc rỗi lúc này. Cô ăn hết nổ rồi. Trời ơi ngồi vậy nè. Ỉa ra quần luôn nè. Nè cái gì á. Bà về hết nè. Và cái người phục vụ này quay chân rồi nè. Biết rồi, thấy rồi. Đó, cô thấy không? Đó, đi lấy nước mà té chật chân, gãy chân. Bỏ bột đó, mà bây giờ là ngỡ bột ra rồi, giờ bắt đầu tập đi vậy đó. Chỉ đi lấy nước cống các cụ thôi đó. Là bữa nay đi lấy nước rửa đít không? Rửa đít cho bà Năm. Tôi nghĩ cho mẹ, tôi xin đi xin tiền cho bà Năm. Tôi đi xin đó, cho tôi. Bà trong này bà ở trong này bà tiêu gì đến tiền mà bà xin? Cho, cho cô ơi. Nhưng mà xin tiền để bà tiêu cái gì? Ở trong này các bà đi đâu mà tiêu tiền? Tôi ngồi đấy à. Ngồi yên đấy thì làm gì đến cần phải tiền? Cho. Cho xin tiền. Mà ai mà vô thăm không cần biết, cứ xin tiền. Cho 20 uống cà phê. Nè. 10 đồng. 10 đồng. Khổ lắm. Nè bà này sinh thời là bà rất là dân chơi nha. Bà này lúc sinh thời là bà rất dân chơi. Nghe nói có nhà có cửa ngon lành lắm ấy chứ. Có nhà cửa ngon lành cái đâu rồi? Mà nhà bà giờ đâu rồi? Nhà bán rồi. Đó. Có đứa, bà có đứa con hả?
Bây giờ sao lắm? Nó đâu rồi? Sao nó không đưa bà? Nuôi đó nó gửi tiền về mua. Không có. Cái ông mà gửi bà vô đây á là cái ông đó nói bà mùi đời bà đi xin ăn. Vậy là không có, bà vô đây. Cô biết không? Ok, rõ ràng là bà con bà không nuôi bà bảo con mà nuôi. Vô đây bà lết không à cô ơi. Bà lết không à. Rồi mai là nếu mà bắt đi đó. Đi được. Bà lết thôi không có đi được. Bà lết không. Bà lết trời ơi chết luôn á. Tưởng là bà lết. Bà lết không. Ai ơi, vậy là sao bắt người ta? Chứ gì bố? Còn gì cô? Cô xin tiền cho tôi ăn bánh á. Cô có cắt đồng cuối nữa. Mà thế con mà đâu? Đi làm. Đi làm ở đây. Ở bên Mỹ. Ờ. Làm bên Liên Hợp Quốc á. Ờ. Làm Liên Hợp Quốc. Sau này cái ông có vợ rồi, có vợ rồi là ông bỏ tôi. Nó nói vậy ha. Tôi có bộ đồ à. Bà Nhi đang con xem nào. Bà có làm răng sứ không? Răng bà răng thật hay răng giả? Bà ấy bảo là con bà ở Liên Hợp Quốc. À, xong mà con bảo là thế tại sao Liên Hợp Quốc để bà ở đây? Muốn gì? Trời ơi. Mai là dỗ cô Kính. Đúng rồi, theo quy định là 60 mới được nhận. Nhưng mà cái chú đến năm mấy nhưng vì chú ý không có nhận thức, không nhà cửa không con cái, người ta không nhận thức thì đưa vô chứ sao. Mình nói chuyện với nó cái ở dưới vỗ tay, giám đốc còn im re không dám phát biểu nữa. Mà những cái đấy họ cũng thanh tra trong khi mình cũng không kêu gọi gì cả. Mình không có gì mình không kêu gọi mà cũng bà cũng hỏi cái thớt nào cao thớt đồ ẩm thực bằng đồ anh ra từng phòng toilet tô đồ hết khen hết ký văn bản là khen hết khen gì dẫn đi anh cô 11 giờ mấy rồi nó cứ còn hoài mình ông bà mình nữa rồi thôi tôi đi mà tôi mời đồ đi ăn cơm cao tôi nghĩ rất 3.2 triệu. Trời thần thiên địa đấy, trần đời ai oán. Mình không dám nói gì thật sự mệt thật mệt lắm nên mình mới lên sàn. Đó, sáng mơ mình gọi này cái tôi lắm.
mình dọn một cách mình biết cách mình biết cái tài quan dọn rồi kia mình khác không được thì khó khác à quét vô vậy khách sạn nó có sạch thương thiếu bây giờ này mình quét cái này để mình nói thôi để thấy cái này để cho mát mẻ ngồi đây nói chuyện được để rác này quét vô vậy trong đó giờ khổ giờ mình nói ai vậy phải làm khổ lắm như vậy nó công việc như vậy đó trời cái cây sake to ha cái cây sake to ha to quá trái rồi mùa này hết rồi chùa rồi tôi xin sake nóng chay đúng rồi sake nấu chay nhiều xin quá trời xin trời ơi quả mít này có chín không trời không biết nữa lúc đây về thử coi chín không biết vậy thôi nắng trời thần Giang Sơn của mình. À đấy, quên để mấy hôm nữa đi mai thì Thái Nguyên lấy về trà bắc cho chú Năm. Mới mua đây, mới mua 200 gram. Để đó, mai đi Thái Nguyên xin mấy cân về đất trà, dạ. Xin mấy cân nhé chồng yêu dây đỏ. Trời thần thiên địa. Tôi nói cho bà nghe, hôm nay tôi dẫn mấy đứa em này đến, tôi giới thiệu ở đây. Dẫn mấy đứa em đến để giới thiệu. Chú Năm, hôm nay dẫn cái mấy cái đứa này nè là em út, chúng nó đi thi một cuộc thi. Xong chúng nó hỏi là mà chúng nó muốn một cái cộng đồng, một cái dự án cộng đồng thì là vâng thi của mấy người chuyển giới. Thì hôm nay dẫn chúng nó xuống đây để chúng nó quay mấy cái tư liệu của mình. Rồi nó về nó báo cáo cái dự án nó sẽ giúp đỡ cái gì đó. Mà vấn đề là ví dụ như mình đang cần thiếu cái gì nha. Thì chú nói, để cho nó với chú nó, chú nó đi mua cho mày á. Rồi đó, thì là hôm nay là chúng nó không mang cái chúng nó chỉ mang cái thây không chú nó thôi. Cái đứa mà đầu tư tiền là thằng Dược Sĩ Tiến. Mà làm phim đó, xây cầu ấy. À, thì nó mới bảo là bây giờ đội nào mà gọi gì ta đưa ra được một cái chiến lược về làm từ thiện cho một địa điểm nào hoặc một cái ấy mà chiến thắng thì đội đó tôi không liên quan đến cái vụ đó à, thì mới kêu là chúng mày xuống đây chúng mày xem chúng mày hỗ trợ các cụ cái gì à. Nên là mà các em mà cần một nơi đấy thì dự án cộng đồng thì đây ở chỗ này là không kêu gọi nhưng mà chỗ người nhà là thằng Dược Sĩ Tiến nó sẽ tài trợ cho cuộc thi đến một cái phần gì đó thì không biết các bạn đấy, cái này là không có kêu gọi bởi vì em út trong nhà mình chỉ đâu đánh đó thôi đó, bởi vì Tiến nó bảo là cái chỗ này bà Trang bà không kêu gọi xưa giờ bà không kêu gọi nên là bà Trang bà ý chỉ đâu đánh đó nhưng mọi người Dược Sĩ Tiến luôn luôn là support cho chị Trang nên là đó lý do mà Tiến kêu là chị Trang đi với Tiến đi chỗ này chỗ kia là chị Trang phải đi bởi vì người ta support cho mình mà tôi có được ăn được cái gì ở đây đâu đó hôm nay là đồ đạc mua đó là có thằng Nam Dâu cho mấy cân tôm khô đó. Thằng Nam Dâu cho mấy cân tôm khô rồi thằng Nam Dâu nó cho 3 gói cà khô với 3 gói bột sắn. Đấy. Thằng em kia nhiều nó mua mấy vị vì gì có gì đây? Có cả tài chính. Ôi dù cái gì đó? Thì nó bảo với mình báo phải báo cáo cho nó một năm mà. Một tháng luôn. Đó, đọc cái này, đọc cái này, đọc cái này. Trời thần ơi. Tính lên TV Công An. À, cũng TV à? Ừ, TV cũng vậy, mình cũng nói vậy. Trời thần lấy TV luôn, ghê thật. Đâu, có trang mình, trang không? Chú sao đủ? Nó sao không đủ anh? Trời ngoài thần. Ra thứ năm là trang tràng cung cấp đồ ăn cho mấy ấm chúng tôi. Để mà nuôi cả một tuần ông bà. Ôi giời, cũng phải báo cáo cái này luôn à? Nó giữ hết chứ, nó giữ hết mình. Cho... Mình là cầu cấp phép nên mình... Mình hoạt động. Trời thần thiên địa. Đó, mình phải làm hết. Từ phòng ăn, phòng uống, thực hiện chính sách, nuôi dưỡng thế nào. Đó, dân báo cáo. Trời thần, xong họ cũng sẽ kiểm tra. Kiểm tra hết, kiểm tra từng chốt, lâu lắm, kiểm tra đề nghị tụng gom hết, nhiều người tí lắm. Trời thần. Nó không có đơn giản như mình nghĩ.
Ê, bây giờ mới biết nha, cháu bây giờ cháu mới biết nha. Vậy mới biết. Mà chú thì không có nói ai đó. Mà chú đó rõ ràng, cái nào ra cái nấy. Có thì chú nói, không có thì chú không nói. Cái đồ ăn không có trang trạng cho mỗi tuần rồi. Trên số tiền này chắc nhiều nữa. Đúng rồi, riêng riêng mà tiền mua đồ ăn là nhiều hơn gấp mấy lần. Đúng rồi, tại vì chú thấy mấy cái này nó tính làm gì, còn đâu vì đồ ăn nó là cái thực phẩm. Nhưng mà nó, mình vẫn nói về thứ năm và cô Mai xuống nhà cô Trang Tràng để cô Trang cung cấp thực phẩm trong một tuần. Thì chú nghĩ mà xem, bây giờ thuật giá thực phẩm cái gì nó cũng leo thang. Có thể cháu tính bao nhiêu đâu không? Đây là mấy cái đứa này này, chính mấy cái đứa này nó hỏi cháu là một tháng ở đây chi phí mình bao nhiêu, thì cháu mới bảo là biết nhiêu. Tháng nào có người chết, tháng nào không có người chết, tháng nào người ốm, nó không còn cái sự cố định. Nếu trung bình mình báo cáo ra một tháng ở đây mình phải xài 27 triệu. Thì cháu, 27 thì triệu cháu mới chưa nói thì chết, chưa nói bệnh thì chưa nói cái gì hết. Mới đưa hai bà thằng kia Z à, tiền chứng nhiêu chị già. Mày phát tâm à? Ê tao bảo dạ. Nhà mày gần đây không? Nhà Đức Hòa nè. Đức Hòa ngồi đây. Cũng là con. Con nghe bà Đức Hòa. Nghe cho đi Đức Hòa. Nhà cái bà Đức Hòa. Bởi vì nhiều khi á gọi gì ta? Cái bà Mai bà trèo lên quán, bà trèo lên trên quán chị ấy, là bà không chịu được cái can dầu lớn. Mày ở đây mày tìm cái đại lý đâu lớn đấy. Chở can dầu lớn này đúng không? 30 lít. Đúng. Ở nhà nó khi nhà nào hết là tao sẽ nhắn mày mày đi chở lên đây để cho bà Mai bà khỏi phải đi mua lặt nhặt mấy cái lọ nhỏ lẻ, thì tao sẽ chuyển tiền mày cứ đi mua cho tao không chỉ cần mua gì đâu, mua cái lượng lớn không em mua cho đồ ngọt kia cái lượng lớn cần nó mới đó thì cần. Những cái đó thì tao sẽ nhắn cho mày ví dụ cứ một tháng là mình mua một can dầu lớn to đùng đó hay là hai can thì tùy là cô Mai ở đây cô ấy sẽ báo hết là mình sẽ bởi vì sao cái xe của cô Mai ấy, một tuần lên trên quán là chở rau thịt cá gà và rau củ là không còn chỗ để chở. Dạ. Hiểu không? Dạ. Mà dưới này thì chị không có quen đại lý. Mà mày ở gần đây. Em có quen đại lý tại nó ăn cho công ty nhà luôn đó chị. Thế à? Thì đấy chỗ này đấy các cụ nó cũng rẻ lắm chị. Can vô ăn bự đi nghe mà nó có 808. Dạ mẹ, bây giờ nó mới rẻ. Nó mới rẻ 3 tháng nay thôi má. Dạ. Còn lúc dịch là 1.250.000 mẹ. Không là chị mua đại lý giấy rồi. Tao đây này, tao là chủ mua cho chủ đây này. Dầu ăn mới hạ xuống đây thôi. Mới hạ 3 tháng nay xuống 808, 850. Dạ. Cách đây 6 tháng là nó 1.150.000. Dạ. Cách đây 1 năm lúc mà dịch mở lại là 1.250.000 thì nhà chị bán bún mà. Dạ. Mà chị phải mua được một đường ăn. 808 mà chị hả? Bây giờ 850 hoặc 808. 808. Vì sao đấy các cụ cần dầu ăn để chiên gà, chiên cá, chiên thịt. Cứ nhắn kèm em lại. Ừ, biết rồi. Yeah. Vì biết sao nhiều khi á, ở dưới này xa, yeah. chị xuống đây ít lắm. Yeah. Vì xa quá mà nhiều việc. Dạ, thế này cụ ít hơn không chị ha? Trời, các cụ ở đây có cụ ở 20 năm. Dạ. Đấy, ở đây đấy, chỉ có thương đây thôi. Nhưng ở đây là không có kêu gọi. Dạ. Yeah. Ở đây không bao giờ kêu gọi. Dạ, yeah, biết. Trời thằng đi mày đi tao đi tao đến từ đây từ bao giờ rồi? Trời ơi thì nhờ thằng này để nó mua dùng tôi dầu ăn. Em thấy từ mày mà chạy lên chị xa lắm nhỉ? Tầm nửa tiếng ạ. Làm sao nửa tiếng? Nãy kẹt xe nó hơi chậm đó. À không, từ chỗ này mà đi lên đúng đậu thì chị xa phải không tí? Ồ, xa, xa. Xa chị? Dạ, đúng rồi, xa lắm. Nhiều khi mình cam dầu nó to lắm, cô Mai cô chờ, không chờ con lắm. Dạ, em có xe hơi nè, có gì hơi cặn gì, cái xong cái kim là một, em chở đi luôn. Giống như biết sao, nhiều khi mua cho cụ để cho đỡ lọc cọc tội nghiệp. Dạ, chị cứ kêu em đi, tại như em làm suốt khi mà không có nghĩ đâu. Em biết không, ở đây cụ chẳng lắm. Dạ, em nhìn thương lắm. Dạ. Chỗ này ít không ai biết đâu, ít người biết đâu. Ở đây biết chị không nói, em biết luôn. Những cái người biết cái máy ấm này là những người giống chị. Đã biết các cụ này từ trên máy ấm Camilo trên quận 8 ấy. Ngày xưa cụ này trên quận 8. Yeah. Xong rồi là cô Kính cô mất cách đây 4 năm. Yeah. Cô mất cách 4 năm thì mới rời tất cả gom cụ về đây. Thì chị chỉ có kêu gọi xây mấy cái dãy nhà cái đấy. Dạ. Yeah. Còn đâu mà trong đó cụ đây là chị không kêu gọi. Chỉ có sự để hùn phước mọi người xây cái dãy nhà đó. Dạ. Yeah. Chị đến lúc mấy giờ? Chị đến lúc 9 giờ à? Lúc 8 giờ rưỡi, 8 giờ 15. Dạ.
Đúng 4 giờ 20 mình có mặt ở đây ngồi đây. Cứ 4 giờ 20 sao? 20 giờ. Làm gì ngủ sớm vậy? 5 giờ tắm rửa mà xuống con nón được đồ pha chế rồi. À, mình cần mấy cái tủ nhựa đúng không? Dạ. 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 Mấy người mới vô á. Dạ. Thì thay thế mấy tủ cũ. Cần gì nữa nè? Tủ nhựa trong bà. Hình như là một hôm xin ai nhóm con quen KT hỏi mền mình không cần xin mùng. Mền thì mình giặt được 2 năm mình thay được. Còn cái mùng nó rách hoài, nó bả nằm á. Mình lái, mình giặt. Được quá, đốt quá. Mùng 1 đúng không? Mùng 1. Rồi, mình cần cái mùng. Chứ còn kia thì đâu có mền thì mình giặt được. Thế xài được. Cần gì chú Năm cứ nhắn cháu. Cháu kêu con Nhung nó xử lý. Kể cả sau này cháu đi cũng vậy, cháu đi Mỹ cũng vậy. Cứ cần gì nhắn tin là con Nhung nó sẽ xử lý. Hôm qua chị nhậu 3:30 sáng. Gì hả? Ờ, xong chị về nhà là 4 giờ. Chị để im cái đầu chị đi ngủ luôn. Sáng đi hỏi cũng hay chị hả? Ơ kìa. Chị là một con người rất nguyên tắc. Dạ. Chơi được rồi dạy được. Ờ. Bởi vì nhiều chị nhiều việc lắm. Sáng mai 6 giờ chị bay là 4 giờ ra sân bay, 4:30 ra sân bay à. Mai chị bay đi Hà Nội. Ờ. Chị đi sao chị? Đâu? Bốc mộ. Bốc mộ bố của bạn thân chị. Dạ. Nên là ra bốc mộ xong nha. Bốc mộ xong là cháu đi lên Vĩnh Phúc, Vĩnh Tường để cưới con bé mà mỗi một lần xuống đây nấu ăn cho các cụ là có con bé đi cùng. Con bé đấy nó là một người em mà chị bầu bí, bắt đầu bầu con kiến là nó ra quán nó trông nom cho mình. Nên là ngày cưới nó, ta vừa đi Đông Hà Quảng Trị cưới nó nhà gái là mai đi ra để cưới nó trên nhà trai. Em út mà. Ngày nó cưới nó có thằng rước là mừng chết mẹ rồi. Tưởng không có thằng nào rước. Hôm nay là tới sáng mai rồi. Đi hôm nay 4 giờ 20 là phải dậy. Quen rồi. Hôm nay đưa mấy đứa ở cuộc thi Miss Queen gì đấy của Hương Giang xuống. Tại vì là vô tình đấy nha. Nói chung như cái duyên ấy. Vô tình ta đi Đà Lạt. Ta gặp cái mấy Tiên. Thùy Tiên gì áo của Miss Eleven gì đấy. Đi lên quán ăn. Xong rồi là ngồi ăn mới ngồi nó hỏi. Là bọn em đang có một cuộc thi mà bọn em cần gọi là gì. Lên kế hoạch cho một dự án cộng đồng. Làm sao có ý nghĩa để chiến thắng. Thế tao bảo mày muốn cái gì? Riêng cái thể loại mà cái trò mà đem quà đi ra ngoài đường ấy, là không thiết thực đâu. Cái thiết thực nhất chính là cái đưa cho cái người ta cần. Thế mới kêu chúng mày xuống đây này. Chúng mày thấy các cụ. Chúng mày muốn giúp gì các cụ? Đấy là cái chỗ này là có thiết thực nhất. Và chúng mày có phước nhất. Vì chỗ này là không kêu gọi. Thế chúng mày mới xuống. À, vậy là mấy người là chờ cái bị thi Meet là cái gì đấy? Trong giới BD bóng gió như mình nhá. Miss Internet you win. Quyên gì bạn tên gì? Dạ con tên Z. Dạ. Đây bác Năm. Bác là người lo cho cụ ở đây. À dạ. Cũng chắc nhiều người gọi là bên đạo chú gọi gì? Mắc nợ à? Mắc nợ. Còn đâu bên ở duyên, còn bên đạo Phật ta bảo là nghiệp. Yeah. Chiếc kiếp chức nghiệp. Yeah. Lo bao nhiêu năm các cụ? Ác quá giờ phải không có gì? Con em thấy dễ phước với sao chị? Không, nói đùa là nghiệp. Ốm cũng đến. Chết cũng đến. Lâm tang ma chay đến. Cấp cứu cũng đến tay. Làm cái gì ở cái máy hôm nay là bác cũng phải làm hết đấy. Dạ. Mình trách nhiệm cho mình mà. Dạ. Mình nhưng mà được cái mà ông bà trước khi chết á là chờ mình được lên mới gặp mới chết. Hay vậy. Bác Năm là không ở đây nha. Dạ. Thứ năm mình mới ở đây thứ tư bên đây chừng nào mà mình lên ông bà mới cho đi. Đi nụ cười đàng hoàng hết. Mình xuống cái là đau yếu mình xuống mình chăm sóc và cười cái là ông em ơi còn đi. Ở đây các cụ mất là nhẹ nhàng lắm này. Nhẹ nhàng lắm. Dạ. Yeah. Các cụ đây còn sống thọ lâu không mày ơi. Mà các cụ đây là không có gia đình gì không? 90% họ không có gia đình. Hoặc có gia đình thì con cái của họ quá nghèo bỏ. Bỏ họ đấy. Ông cậu 98 tuổi, tôi mắc tuần này và tuần trước rồi, gọi chết luôn, lên cạn gió đánh chân. Tuần trước cụ này có ba bác Năm gọi này bảo. 98 tuổi. Cụ 98 tuổi là bỏ ăn rồi. Sợ là bị sợ về với chú á.
em xuống ngay. Mình có dự trù trong túi trong miếng ấm chừng có 20 triệu được 10 triệu, không còn đồng bạc hết không anh chết rồi. Điều này mà ông mắc một cái là thiếu nợ nữa, mình thiếu nhà đoàn mấy lần rồi, mình cho nó về cái nhà mình lấy tiền nhà được rồi. Thiếu nợ còn tờ hai á, hồi trước nó lấy mình có 7 triệu rưỡi, bây giờ 12 triệu rồi. Sao thì mắc vậy? Tiền thiêu nó lên 4 triệu rồi, hồi trước thiêu nó có 1 triệu mấy rồi. Bây giờ thiêu tháng con thỏ 4 triệu mấy rồi. Bây giờ một cục chết là 12 triệu rưỡi. 12 triệu rưỡi mình nó làm đàng hoàng, hồn kiến hồn đồ, tang lễ đàng hoàng. Nhiều khi mình cũng không trách ra được, nhiều khi huyện đây là phải chạy về ngày mai mới đưa thiêu. Rồi Thủ Đức mà. Cho nên còn một hôm cái bà mà trắng trắng mà. Nhưng mà bà chết bệnh tật. Bà về tiếng Pháp á. Bà chết đúng 26 triệu. Qua mới vừa qua dịch. Nhà đoàn mình là Thủ Đức không cho xuống. Thì mình mới phải lấy nhà đoàn là Tháp Công Thọ. Giới thiệu qua nó mấy mình, nó nói em mấy con ấy rẻ lắm. Mình tưởng rẻ lắm. Quốc mình 26 triệu. 26 triệu là lúc mà dịch là bình thường, bởi vì là cái cô Hoa mà trên mày ấm mà nuôi bọn trẻ con với mày ấm ấy, cô chết lúc dịch lúc đi là 46 triệu. 46 triệu mà chứ không phải là thì lúc mùa dịch ý, các cụ này chết là tội lắm, là tiền mình đưa ra tới Gò Thiêu mình về không trả về thì cô chi và thành phố công an tỉnh đúng rồi là bao mình móc cái tờ ra tôi ở mấy ấm này rồi ông bà vậy không cho, cuối cùng mà điên ra công an lấy xe công an chở mình về nè. Cực khổ chứ, khổ khổ lắm, dịch bệnh mà đâu có cái chỗ cái Cầu Thị Cai nó không cho qua rào Đức Cung. Thế là mình đã kêu thành công an ở xã này chạy lên đón mình về, tốn 26 triệu đau thiệt. Tại vì lúc 26 triệu là cái giá rất bình thường mà còn được thiêu là may lắm, là bà có phúc. Dạ, đây mấy giờ chị về chưa? Các cụ ăn cơm chưa xong đấy. Dạ. Chết gần đây lâu lâu thăm bà cho nó vui. Dạ, dành dẫn con lại. Cứ vô thoải mái bấm chuông, có người mở, không có mình, không có mai ăn dạ. Được. Ở đây là được cái máy ấm mà tự nhiên, vô coi như gia đình. Dạ. Còn máy ấm người khác người ta không cho vô, mình thăm mấy bà rồi, phải vô, phải hỏi gặp ai rồi, nó chở người bệnh ra ngoài. Những người nó nuôi ra ngoài, rồi nó phòng khách, tiếp mà nó không thể vô trong. Đóng tiền nữa nghe, mình đi thăm mình đã học hỏi nhiều cái ấm lắm. Còn cái ấm mình tội nhất, cái ấm ở quận 8 á, đủ trời ơi gì đâu đấy, cái ấm tội quá, mình vô không có quà, người ta không biết mình nữa trời thân. Cái bà Nico mình quen đó nghe, mình vô là để mình vô mình cũng không có tiền, mình cũng mua 4-5 thùng xe, đỡ xe ra tới thăm để mình học hỏi luôn, vô cái là lấy mình vô thấy mình là cái thế bố á. Khi vệ sinh rồi là sao? Có một người dài 20-30 cái giường này, có một người sinh vệ sinh nhỏ, mấy người phải biết. Nói chung là mai hôm nay lúc xây là bác Năm là một người rất có kinh nghiệm đi khắp nơi. Bác Năm đã biết là phải phòng người nào liệt là cái phòng phải xây cho người ta nằm luôn, tắm rửa ỉa đái trên cái giường đó, là xây hệ thống cho người liệt riêng. Còn những cái người mà người ta không liệt thì phải ở một phòng riêng. Là bác Năm đấy rất là kinh nghiệm. Ừ. Để xây em đi ở phòng này xem đấy sẽ có những người nhìn thấy cái phòng này tại sao có cái giường của cái ông. Tất cả mình tắm rồi mình đẩy ra phơi nắng và mình đẩy những người bên phòng khác mà người ta đi cũng được và người ta còn khỏe mà chút. Người ta cũng chưa hiệt quyền hẳn á, đẩy ra mình tắm. Ông bố, ta hồi sơ báo cấp kế hoạch vậy. Đưa dịch một trạng coi hả? Tôi dòm. Và cô đang cười đâu giờ không biết. Không có lâu, trời mới thanh tra xong cô. Thì mình đọc cái coi. Mới thanh tra mới kể cái chuyện của anh ta. Mấy ấm có một ăn nhan người mẫu trăng trần đàng hoàng đấy. Dạ đúng rồi, cô vừa biết đâu. 7 triệu đồng. Mình phải đề. Và mình phải đề vô chứ. Tài trợ mỗi tháng 2 triệu. Và tổng cộng là 13 triệu. Tổng cộng 13 triệu đồng. Nếu bây giờ mình lấy nó bị mình. Không có tiền gì đâu. Tiền này tính anh báo cáo mà. Mình báo cáo sao? Mình đâu có ăn nhan nào mà có tiền bạc mặt đâu báo cáo. Chứ có trăng trần không? Cô Trang thôi. Mình lên mình thuyết minh như nó. Người bên sạc. Trời ơi xuống đây. Sau này em lấy số 32 đi. Dạ. Khi nào dầu ăn nước tương đường biết các thứ nhắn thằng bé này. Thì thằng bé này nhà nó gần đây, nó chở ô tô đến. Chở ô tô đến. Tại vì biết sao không? Cái can dầu ăn lớn thì mai không chở máy được không nào? Nặng lắm cô. Đúng rồi. Má, đây có thằng này nó gần đây này. 0909. 0909. 65. 65.
1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 0. Cô Mai, cô Mai máy ấm hiểu không? Thì nhiều khi những cái đồ nặng đấy cô Mai cô ấy không chở đâu, cô Mai lên lên trên quán chị là chỉ chở đồ ăn của một tuần thôi, cứ một tuần là lên đó. Bố vô được gặp một tuần lên tới chị luôn hả? Tuần nào cũng thứ năm lên, thứ năm tuần nào trở lên, nhưng mà không có chở nặng được, chỉ chở rau rau thịt. Hôm nay là cô Trang đem lên nè. Cứ hết thì báo con trước ngày con mua. Này đây số điện thoại của chú, này số này thì điện thoại của cô Trang của Mai. Dạ dạ dạ. À. Dạ. Nên là giống như hôm qua thằng thằng Nam Dâu định xuống đây, xong là nó phải đi Hà Nội công tác, nó bảo là các cụ thích gì cả, mày á, tao thấy mày bán tôm khô, mày cứ cho các cụ mấy ký tôm khô. Nó kêu chứ em đưa gì 10 ký vào mày bị thần kinh à. Mày đưa 2 ký, 3 ký, khi nào gần hết mày mang xuống tiếp. May không mà mang 10 ký này không không hết đúng không? Ờ em cũng đang mua 600 trứng cái gì đây mua dữ. Nó đi mua 600 quả trứng. Và may không mà. Hả? Thằng này vừa được. Bây giờ thôi cảm ơn. Đâu 200. Giờ 200 bắt. 200 là cũng quá nhiều không hả? Đây. Để lâu đâu có được. Nó định mua 600 quả mà tao may bị không à. Mày mua. Thường thường ta cho 100 trứng, Trang cũng cho 100 trứng vậy. Dạ. Tao định mua 600. Mình mua nhiều quá ăn không hết đâu mà ăn mà bạn cũng đâu có thể là cho phụ mình ăn trứng nhiều đâu. Dạ đúng rồi. Là một tuần thì cho ăn một ngày trứng. Dạ. Mà mỗi lần trứng như vậy là 40 trứng. Như vậy nhưng mà như thà là như vậy rồi có hết rồi xin. Thì đấy thì bởi vì mình có kinh nghiệm thì mình sẽ nói ờ cái gì gì gì. Quá là nó hư. Nó hư nó chữa rồi mà không. Bỏ tụt. Uống. Cho nên ở đây là tài hết. Nên trứng là chị không mua được ở chị nó bị sợ nó bể. Dạ. Giá tình rét. Giá tình rét. Dạ. Nhà nhà nó gần đây nè. Đức quà, Đức quà. Dạ. Đức quà là chỗ nào? Nhà ta cái Đức quà trên ở gần nhà thờ Đức quà luôn. À, chưa tới, con hỏi ngay cái ba luôn. Quận Bình á. Quận Tây á. Quận Tây á. Vậy là ngay thị trấn Đức quà rồi. Dạ đúng ngay thị trấn. Thì đó mình đi qua bên Cha Liên á. Cái xe hơi bắt đầu cháu nó mua 20 lít thì nó chở mới được, mình chở đâu nổi. Tại vì cô Trang biết sao không? Người ta cho cái chai nhỏ nhỏ là đi, mình xài hết trơn rồi. Bữa là hết dầu rồi mới kêu cái bình cô cho á, 20 lít á, là bây giờ con còn có nhiêu ly thôi. Tại vì phải bóc, mua cái đồ bóc chặt ra. Mua đồ bóc chưa? Mua đồ bóp ra nó ra. Bóp chiên xong rồi. Chứ cầm không nổi. Nặng quá. Cầm không nổi. Tại vì dầu là phải mua dầu ngon. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà có nghĩa là mình cứ xài vậy đó. Ở đây các cụ nói giờ chiên, cái cô mình thích ăn chiên hơn luôn cô Trang à. Chiên nó bon mồm. Trời ơi, nó khổ vậy á. Ăn đồ chiên nó bon mồm. Ông bà mình ăn còn mạnh hơn tôi. Chú ăn một thở, không có mai ăn những cơm. Tô còn ăn ngon cái quất hết luôn. Nhưng mà đừng có cho nhiều thịt quá, các cụ mình không ăn thịt nhiều. Có nghĩa là ăn đi rồi chiều ăn tiếp thì ok. Ăn ngon hơn mình. Sao mà no luôn có ứng. Để biết là các cụ đi chiên cá khô đâu biết đâu. Có, ăn cá khô là tại vì ở dưới cái nhà thì chợ Cao Đạt đó cô. Ở gần chỗ cô đó là có chợ Cao Đạt. Thì có cái cô đó cổ bán cá. Rồi cô cũng hay cá khô rồi cái gì đó bố cái gì mà về cứ là mình cũng phơi lại, cô cũng phơi rồi nhưng mà mình vẫn phơi lại rồi xong rồi rửa đi rồi mình chiên á. Trời ơi, bà nào bà nấy ăn như chết mà tay mai không biết ăn cá. Tại vì cũng nghĩ sợ cá nó xương. Không, cái cá khô á mình xé ra rồi mình chiên mà mấy bà mấy xương rồi đã hết. Trời ơi mấy rồi, bà biết rồi. Luôn á. Đã biết rồi, đã có muối con cá kia rồi. Bộ cá ngon quá. Hôm nay kia Nhung mà mua cá tươi lắm. Cá lúc nào cũng ngon. Ôi con Nhung này. À bà nói cho Mai nghe. Đã giặt con Nhung rồi. Mình ăn gì các cụ ăn đó. Mình ăn được dạ, các cụ nghe ăn. Là con Nhung nha, nó phải mua. Nó phải giao cho cái thằng đi chợ ấy. Là phải tươi ngon dưới đành nạch. Dạ. Mổ trước mặt. Rồi cắt khúc dạ, khúc khúc sạch sẽ. Trời ơi, nói bố ơi. Nhung lên mua kia. Cô Nhung có chặt khá ngon quá trời. Đó. Nhưng mà máy không bao giờ xin gì hết, mà chỉ nói cô ơi cho các cụ rau, cho cô Đạt. Tại vì con Nhung nó sẽ tự biết là tuần này cá, tuần này gì là nó cô sẽ Nhung có cho cá, cho thịt heo, cho thịt gà, nhưng mà cô cho đủ ăn cùng. Cô không có mua nhiều như đúng tôi. Đúng rồi, nó không mua nhiều như cháu. Nó bảo là mày mua cho lắm mô, để đông lạnh đâu đưa. Ôi đâu, cứ một tuần tao mua là tao canh là đủ. Đó, nhưng mà con yêu tinh cứ mua cái giá tỷ mà ăn hết thịt heo tới thịt gà hết thịt gà tới mới hôm qua ăn hết ăn thịt gà kho không gần cái, mình nhưng mà cô ơi
cô Nhung toàn là cho ức gà mà. Các cụ ăn ức gà ngán muốn chết. Để tôi bảo, nó mua đùi gà đây. Dạ. Cô mới nói chứ trời, cô Trang này cho mấy cái tỏi gà là mấy cụ khoái. Đi để giật nó. Đây hôm nay thầy nó mua tỏi gà này. Dạ. Mời lắm, thầy chúng tôi tỏi gà. Dạ. Cái... À, ăn cái chỗ luôn hả? Ăn chưa? Mấy giờ là bố? Mới có sớm rồi, mới có 10 giờ kém hơn bao giờ. Cô ơi còn xuống. Còn sớm rồi. Ăn sớm rồi, đói bụng sớm. Cái à, cô biết không? Mình còn lấy cái ức gà thế là mai là mai đô ti nhưng mà ăn cái thịt gà nó nhiều quá nó nặng á. Cái mai lấy giờ biết làm sao giờ? Không biết làm cái gì hết. Mà tại vì không có biết làm mà chà bông con không biết làm chà bông gà. Là mình xé ra mình làm ngon ha. Chà bông gà gì mà không biết làm? Không biết làm. Trời nấu không đủ chứ mà. 4 giờ mình 4 giờ 20 giờ này 4 giờ dậy rồi. 4 giờ cũng cũng. Ở cô mang cái này là không xanh thiệt hả? Có xanh. Ờ chị đi nói. Không, để kể nghe là xanh từ cái lúc mà cái con cháu và bà o xanh cho con mà giờ nhỏ chết cháy á. Đây. Thì chết cháy á. Đây cũng hơi tự nhiên nè. Tự nhiên đi làm nó đỏ nè. Nè kể là cái con gì đây nè. Cái con gì mà bị chết cháy ở trong nhà. Cái này mình lịch đúng không? Đúng rồi. Phải nặng nha. Thôi sợ. Không, cô mang phải nặng nha, mẹ con bị nè. Nhiều lắm, nó ấy mắt lắm. Nặng nha. Ê mà không nặng nha. Nó đùi. Nó sẽ chèn vào mắt. Chèn mắt. Để biết sao mà sợ đó. Dạ sợ không mà. Nó khi nó mặt mình nó bự. Dạ không, đi ra. Ừ. Cô mai đi ra bác sĩ ta đặt cái nặng. Ở mà. Nè. Còn thăm út bự nó. Nó sẽ chèn vào mắt chị không nhìn được nữa. Chị nhìn nghe. Dạ. Nó ở cái khu vực đó cho nên là. Nghe con bị nhiều lắm. Tại vì kỳ đó ấy một lần rồi đó. Mà sao tự nhiên lại lên lại nè. Có lên lại. Cái rồi cái má nói hả, bây giờ mày làm đi, mày mốt cái mặt nó bự như vậy là thấy mẹ. Dạ. Sợ quá trời, không dám. Mẹ con quá trời luôn. Thế cô ba được nó thấy tay rồi. Thôi đâu phải đâu, tại ngói. Thế đi, biết đi đâu không? Đi bệnh viện ra liều. Sợ đi chứ. Sợ bây giờ bà sợ đau hay là để nó mù cái mắt bà luôn? Cái này to lắm, cái nặng nha. Nè, nói cái này nghiêm túc nha, chị đi phải dành một ngày để bệnh viện ra liều. Giặt nó lẻ lắm. Họ giặt cho họ lặt. Trời, người ta có ủ tê. Không làm nha, nếu mà không làm nó phồng lên chèn mà mắt là không nhìn. Ở nhà cái sợ là gì nè, sợ là cái khi mình làm á thì nó lại sưng cái mặt bự lên. Sợ đâu? Đúng không? Cho nên sợ. Mẹ con bị nhiều lắm, mà bị nhiều nha. Ở qua trên đó nè, đi bệnh viện ra đi đâu. Họ giặt ra để họ lấy cái bọc ra lấy cái nhân. Còn nếu không, còn nếu không nha, giống như nó là cái mù nhân ấy, nó cứ sưng hoài vậy đó. Nó cứ bị, nó gọi là gì, nó đẩy cái tiết tố lên. Không làm nó sẽ chèn vào mắt. Nói bà không nghe. Thì biết mà. Rất nhiều lúc mình đeo cái kiến nó lên cấm được. Rồi một cái cô mai lên to lắm rồi. Không à, cô mai biết nha. Cái một mẹ con dày không biết là nó dèn nha. Nó dèn. Cô mai nó đổ. Cô mai nó đi đâu? Cái điện thoại tôi làm việc. Cái nhỏ